Hello. 明天来开始过年，那不会是我哥哟，我换行了。那现在呢？弄呢？那没毛呀？你白酒了？白布呢？那面点？哎，广场舞呢？别急了，早上没毛色。ba mươi sáu đê điện biên phủ phường một quận ba thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao mình đến ở đây thì quán này là được gửi từ trên mạng nhé, có tên quán mì quảng Sài Gòn nhé, trên trang đó có từ 10 nhà hàng nhé, 10 quán nhé, nhưng mình chồng đây ăn ướp nha. Ở đây là bây giờ là hẻm nhé, lần đầu tiên đến ở đây nên khi đến ở đây thì đã lạc đường rồi. Ở đây khu vực này là có chung cư cũ nên rất thú vị và bầu không khí là tốt nhé. Hiện nay người ta khó đi du lịch do corona này. Nên bây giờ đã chọn quán này. Quán này là của món ăn mì quảng là Minh Chung nên hấp dẫn đi thôi nhé. Ít rồi nha em. Mì quảng đặc biệt và lồng biển. Cốc này là như thế nào? Mình biết vị này là có thể hình như là ở Nhật Bản là cũng có xuất như thế này á, không có cay là có nước tương là có xuất cà chua này. Ừ, nè ăn rồi bỏ đó, bỏ xuất tất cả nè để làm tiếp. Và có vẻ là ngon nè. Đây vậy? Chắc cả. Yeah. Chá dầu hả? Yeah. Thịt. Heo. Yeah. Thịt heo. Yeah. Tôm. Trứng cút nè. Thịt heo à? Wow. Wow. Một nhiều rau rồi. Yeah. Có vẻ là ngon nè. Mình có thể bỏ thêm sốt. Tất cả là hồi chết. Có thức chanh rồi, có thể bỏ thêm tương ớt. Thế này hả? Dạ. Mình cay à? Ít cay. Ít cay à? Tương ớt à, ăn trước. Oh. Oh, ít cay. Cay mà hơi có ngọt. Trong bên Nhật Bản cũng có các cái như thế này nhá, là maze soba. Khi ăn maze soba thì phải làm như thế này. Vai vai vai. Thế là ngon. Thiệt ngon mà. Ô. Thế thật ra trước đây mình đã ăn mì quảng của Đà Nẵng khác nhau nè. Cái này chắc chắn là vừa miệng của người nước ngoài là không có cay, hơi ngọt nhưng mà có ít cay. Ngon.
đầu tiên ăn mì quảng rồi, và trước đây ăn mì quảng cũng là có nước nè, nhìn ra rồi cắn ngon. Xôi mì này mềm mềm, ăn đơn giản. Cái này có nhiều rau thì ngon, và rất chân sức. Bỏ hết nha. Thôi thôi à, thì phải. Không không sao, thì ngon. Như là mì quảng ở Đà Nẵng là có nghe bột nha. Ừ, cái này cũng có. Nên mì quảng Đà Nẵng là hơi hơi là có màu bạc. Cái này không có, là không có biển nhẹ. Tại vì là mì quảng Đà Nẵng không phải là bình thường. Mọi người ơi, mình có một tạp hỏi nha. Khi ăn mì quảng thì luôn luôn cũng có bánh đào đúng không ạ? Mà là không có. Cái này là ít cay, tại vì là cái này là mình nghĩ là tương ức bình thường, tương ức ngọt nhé. Cái này có nước mắm cá dư này, cái này là ngon, tại vì là có nhiều rau này. Rau này là ngon, thư nhé, thơm nhé. Và xôi mì này là thật thật mềm và ăn cũng nhã đường nha, nên rất ngon. Và thêm nữa chan này, tại vì là mềm nhá, bỏ hết sốt này thì hơi hơi đậm hơn. Và tiếp theo cái này con nhỏ chan nè. Wow, nhưng cái này là rồng biển nè. Đặc biệt Nhật Bản cũng có à, giống như là tokoroten. Tokoroten là không biết tiếng Việt. À, này. Chắc chắn tất cho sự khỏe là theo tư vui. Anh này là ông chẳng đảm nhiễm nè. Comment là không bằng nè. Nhưng mà vẫn còn là con chậm 80 điểm. Siêu à, theo Kazu là con chậm 6 điểm. Yeah! Tại vì là mình là bỏ mình quá nhiều nè. Bỏ sức quá nhiều nè. Quá là chậm đặc. Kết quả là rất ngon. Nhưng mọi người chưa ăn mì quảng ở Sài Gòn thì hãy ăn và hãy thèm ở đây nha. Và rồi cảm ơn đã xem chương trình này nha. Nếu thích video này thì like, share, subscribe nha. Bye bye. Đi theo là Kazu nha.